Ok, hôm lên em. Hôm nay thì chơi đủ một con game dễ đốt. Game này mới ra mắt trên Steam thôi. Tôi thấy giá nó cũng ghê rẻ nên cũng mua ủng hộ đẹp coi thử sao. Đây, game mới ra mắt. Hiện tại là chỉ có 12 follow và chưa có ai chơi luôn. Sao to như ta? Thấy game cũng tương đối ổn áp á. Đây, game này có tên là Magic X-Cup. Giá nó cực kỳ rẻ nha, 30k thì tính ra là chắc có khoảng là 2-3 đô thôi, chắc là 3 đô á. Giá rất là rẻ luôn, 2 đô à. Đây, mang cái tích gấp. Game thì khá giống game tôi nên tôi cũng chơi thử. Nói chung là nó khác có hai chữ đầu thôi đó. Của tôi là Logic XCAP, còn game này thì đó. Gần như là giống nhau trên 70% này. Thế vậy nên cũng mua ủng hộ rồi sao. Game này thì dạng 2D. Đồ họa thì phong cách này cũng khá là đẹp nha. Rất ấn tượng đó. Nét này tương đối giống nét vẽ tay. Nhìn kỹ vô phong cách đồ họa này tôi thấy là rất là đẹp. Nhất là mấy con thú hai mắt tròn vo, hai dấu chấm nè. Đơn giản nhưng mà đẹp nha. Cái nét viền đi rất là dày và chuẩn chỉ luôn. Nói chung là cái hạt tay thì rất ổn áp rồi. Không biết gameplay làm sao thôi. Thì tất nhiên nó dạng là 2D Phonics. Ủa? Không có Phonics ta. Ồ, con này không có Phonics nên không biết cái dạng gì nha. Nếu không có Phonics thì có khi nó đánh vào yếu tố di chuyển chẳng hạn. Nó có 2D platform nè. Nhưng mà con này cũng thực ra là không phải 2D platform nữa. À, ba người bạn đồng hành thôi, con này là solo. Là như là ban cúng rồi nè. Dép thì chắc sản phẩm đầu tay rồi, tôi chưa thấy có cái nào khác. Nhưng mà dép nên thêm mấy cái táp nha, 2, 4, 6, 8, 8 à. Một con game nên 20 cái thẻ táp luôn. Tại vì mấy cái táp này rất là quan trọng trong cái việc mà Steam nó hiển thị game mình đó. Nên để có 8 táp như thế này là hơi to. Trailer thì đúng dạng con nít nè. Có trên nạp to nữa nha, game đa nền tảng. Nên chắc là không có hướng đến cái thị trường PC này, chỉ đăng lên mà cho có thôi. Chứ thực ra vẫn đánh vô yếu tố chính là iOS. Rồi, để mở vô thử tem. Mà gấp gấp. Lóc lại 60 fps anh. Chúng ta nhận được cái gói quà. Cái địa chỉ đưa cho ba chú cún. Con này được, con này cái, còn con này cũng bự. Nó đi là đi gì à? Thêm một cái con nữa là con nhện à. Wow. Bắt đầu khám phá. Ok, có option setting vô. Cái tiếng rồi không có rồi, nên tôi phải chỉnh cái tiếng nó giảm nhỏ lại mới được. Rồi. Đây là rất là đơn giản luôn, gần như chả có gì luôn á. À, dạng phone đích thôi, mình bấm vô qua trái qua phải nên game này tôi nghĩ là có một màn hình thôi đó, một hai ba nè, bốn cái này thì có toàn bộ trên mà gian tên phép quảng cáo giờ này. Con mèo này nó nhìn xuống đây nè nha. Con này nhìn qua phải, con này nhìn lên trên, con này nhìn qua phải. Hai con này nhìn nhau thì chắc điểm kết thúc.
Đầu tiên là bấm con này, tới con này, tới con này, 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 này. Đó, đúng rồi đó. Chúng ta lấy được cái chìa khóa. Cái chìa khóa này lấy được mấy cái cây này là gì, con mối con mọt hay là hạt thóc hạt gạo gì đó. Lại cái chìa khóa, lại cái bức tranh, thực ra dạng phone đích này á, khi mà mình đã giải câu đố rồi thì nên phá tương tác cho mấy cái vật thể này luôn. Đấy. Hai cái này dạng hai khung tranh, còn hai cái chìa khóa, một cây gậy và một quyển sách. Hai cây nấm. Hai cái đồng hồ kim. Một cái cây. Ok. God. Ê, cái này đi gì? Giống mà pha lê quá vậy. Chìa khóa trắng, chìa khóa vàng. Ủa, cái khúc gỗ mình đâu rồi? Nó đang pha chế gì nè? Cái khúc gỗ mình đây đó hả? Chìa khóa trắng không? Chìa khóa vàng. Trời ơi, ơi. Tiền nè chị. Con mắt. Chị lấy gì nữa không? Chị lấy cuốn sách không? Chìa khóa là chị. Tay chị đẹp không biết chứ. Sơn móng tay màu hồng nè. Nhện này nó luôn luôn di chuyển ba vị trí. Vị trí đầu là số 9. Vị trí thứ hai là số 2. Cái quyển sách này đưa lên thôi. Nên làm cái chuột phải là nút bắt nha, thay vì phải nhấp vô đây. Rồi, mình sẽ xếp thứ tự mấy cuốn sách này lại. Sáu bốn bảy tám. Ủa, một với sáu à? Ok, một với sáu thì chắc có thể là liên quan đến con nhện này. Chưa biết được là sao? Vàng với xanh lam nào, với tím nào, xanh lá với xanh dương tím. Lấy được cái lọ thuốc gì đó.
Cái loại thuốc này chắc bên phòng chế thuốc rồi. Không lấy lắp mắt vô cái đầu này. Ok, đi tiếp thôi. À, bốn hướng là à, nó di chuyển bốn hướng thôi. Rồi tí nữa có hình nào trùng với hình này. Cái này là không. Cái này chìa khóa trắng. Tủ này không mở được hả? Chúng ta còn khoảng hai miếng nữa. Hai mảnh nữa. Ủa, bấm đây mà. Chỉ là mấy cuốn sách như này nó không có ý nghĩa gì hết. Rồi nhà bình thuốc ít ít ít. Bây giờ thì con mắt còn cái cánh, còn bình thuốc là ra cái màu đỏ để tưới lên cây, mọc ra ba cái cây. Ok. Cái cánh giờ chúng ta chưa có nè. Đây là bí mật. Cái trang này nó bị mất. Chúng ta có con mắt rồi, cần tìm thêm cái cánh. Giờ có một cái lọ nè, cái hình giống hệt luôn nè. Ba cái thủ không còn gì nữa. Không có châm nến được nha. Cái này nó cho dơm vô là phải nhìn thấy cái gì đó chứ. Ồ, nó thành lava là con mắt rắn. Bây giờ qua coi là cái quyển sách. Cái này chưa tương tác được nha, nó chả có hiển thị cái gì cả. Bây giờ có lấy được cái chai này không? Không luôn. Rồi bây giờ qua coi cuốn sách nó yêu cầu tím cây không, mắt, cánh dời và cái bọt lava. Để tôi chụp lại cái hình đó một cái. Đỡ công bấm qua bấm lại nè. Nếu thực sự chỉ có bốn cái farm như thế này thì game giá 2 đô là cao lắm nha. Game tôi ít ra nó còn dài hơn nhiều.
Mấy cái này thì chắc chưa liên quan đâu. Để tí nữa đi. Giờ lo giải quyết cái gì trước mắt nè. Con mắt nào. Cánh dơi nè. Ủa cánh dơi chưa có hả? Lava nè. Chìa khóa đâu vậy? Bấm bậy bạn hỏi ra chìa khóa. Diêm. Diêm mày chắc đi đốt nến trên này rồi. Không phải luôn. Vậy là ba cây nến, hai cây nến ở đầu tiên. Được thêm một mảnh nữa. Cây này nó chưa lớn đâu, mình phải chế bằng cái thuốc đó thì mới bỏ vô cái cây được. Ủa gì đây, bí rồi nha. À 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chụp hình này lại. Ok. Bây giờ chúng ta qua kia. Không dính cái nào luôn. Nè. Không dính với cái nào với cái đó luôn. Tắt đèn thì bên đây nó không hiện, bật đèn lên cái đi qua mấy phòng khác nữa. Nó là cái hình mạng nhện phải không? Đây đây đây. Hay là làm sao? Nắm tay nghe chị rồi. Bốn sáu tám chín chín quyển sách lận. À hiểu rồi. Đó hai cái này là một hình nè. Tới cái hình này 2113 hả? Hai cái hình này cuối cùng mới đúng. Vậy cái hình nào đầu tiên ta? Đây. Xếp này, xếp này. Xếp này, xếp này. Này, này, này. Một, hai, ba.
Đừng nói cái mã số đơn giản vậy nha, cứ xếp tiếp nữa cái đi. Cái dạch này bên đây thì cái này qua đây, cái đường này qua đây, đúng rồi nè. Chúng ta có là 1 2 3 nè, mấy cái ít này thì chắc là để vô thôi. Không đúng. Cái thủy tinh. Tiền là chị thấy không? Cái này là cái gì vậy chị? Chị đưa chị không nói gì vậy? Cái này là cái gì anh em? Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, sáu hình. Bây giờ chưa đủ dữ kiện giải cái này. Cái này nó cũng không giống cái gì trong đây luôn. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu. Ở đây nó ghi 1 2 3 nè. Tức là 1 2 3 nữa hả? E là tròn với con ma đúng không? E chấm là con ma. Nhưng mà như vậy thì nó đâu có logic. Ừ, 1 2 3 là sai nè. Thì dùng luôn cái số 614 này. Đây, chữ X hai chéo. Chúng ta đi đường như thế này. Bắt đầu từ hướng này.
Ủa sao lại sai? Sao lại sai được? Đúng mà, sai méo ở đâu nè. Rồi giờ bắt đầu lại nè. What? Hay là game lỗi ta? Đây, đây. Đây, 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 đây. Rồi, hết bắt ra được luôn rồi. Rồi xong bắt ra, mất luôn cái dấu chỗ này rồi. Thôi kem vô lại. Có sếp nữa trời. Ừ, có sếp, có sếp. Hai cái đèn này sáng có cây ở đây. Ai giờ mới bỏ vô được lưỡi gắn. Ok, chúng ta còn thiếu bạch tuộc với cái cô gan nữa. Bây giờ bắt đầu lại nè. Ủa giờ hết tương tác từ luôn này. Rồi mất luôn cái nút này nữa rồi. Lũ đáng con game. Khi mà bấm vô đây á, nó sẽ hiện ra cái tương tác với cái bàn tay ở dưới. Do cái em dev mà chưa có đổ laser á, nên nó mất luôn cái nút này. Tại vì anh em tương tác cái laser mà cái bàn tay đưa ra dưới này nè, thì nó không có nút bắt này, nó sẽ ẩn nút bắt đi. Khi mà vô lớp laser này nó mới hiện nút bắt cho. Nên mà lúc tôi bấm vô lạc lạc chỗ này nè, cái vùng này nè, thì nó mất cái nút bắt này luôn. Bây giờ thì giải đúng cái này nhưng mà nó không có hiện tượng gì cả. Thì là phải đi từ dưới này lên. Đây, đi từ dưới lên nè.
Cái này không có xếp, chỉ có lật qua lật lại thôi. Đi tắt đèn thử. Còn thiếu cái chân bạch tuộc nè, thiếu cái cánh con dơi nữa nè. Sáu, bảy, tám, chín, mười. Một, hai, ba, bốn, năm. Mười với năm là coi như dọc mười ngang là 50 ô đó. Tôi nghĩ thì là nó không đúng chiều thôi. Quả cầu này ở đây. Cái hình này đúng rồi, nhưng mà còn chiều hướng thì sao? Tiếp theo làm cái này đi. Có khi là phải đặt cái gì vô đó, vô giữa cái vòng tròn. Lên cái, qua phải một cái. Ok, đúng rồi đó. Bây giờ theo cuốn sách, theo cái này nè, mình sẽ bỏ con mắt cánh dơi với cái bình thuốc để ra được cái này, lấy cái này bỏ vô cái cây nó ra hai cái cây, thì ba cái này chúng ta tạo ra được cái bột màu tím, sẽ có một quả trứng thì trứng nó bể ra rồi, bắt đầu cái quá trình rồi. Con mắt, cánh dơi, bột lava ấy. Lấy bột tím này cho vô cái cây, ra được cái san hô. Rồi cánh dơi, san hô, cái lưỡi gắn. Lưỡi gắn nè, cánh dơi nè, san hô nè. Đó, xong cái bước thứ nhất, xong tới bước thứ hai, ra cái hút màu tím bỏ vô cái tròn vậy đó. Cái tròn này. Cái đầu lâu. Lấy được cái pha lê. Pha lê thì đưa bà này như cái bức tranh nó vẽ nãy giờ nè. Pha lê tím nè, đưa cho cái bàn tay này. Nắm lấy tay em. Chúng ta có được bạch tuộc.
Rồi bây giờ tiếp tục nè. Cái mà lưỡi gắn bạch tuộc san hô ra cái này. Cái này để lên cái cuốn sách mà bị thiếu chàng nãy, nó sẽ ra cái bí mật. Cái bí mật đó thì tôi nghĩ là mấy cái hình vẽ thôi. Đó, tôi sẽ tạo cái hình đầu tiên này, rồi xong rồi bấm bốn cái này thử bắt ra. Bắt này bấm bậy bạ là đứng liền. Chúng ta có nè, e nè, hình chữ nhân nè, binh ba nè, w nè, giờ con gấu. Con này là cái dấu sao đầu tiên. Ok, vậy là giải ba cái chúng ta để mở cái hộp này. Thực ra là chỉ cần giải hai cái thôi chứ không phải là ba đâu. Hóa ra cái hình này là phản chiếu của bên kia. Chứ không phải là tôi bấm đúng theo, nãy giờ sai lầm. B U. Ủa làm gì có chữ U? Đây, chữ U đây. Cái nét hơi khác chút, tam giác. Con thỏ. Con thỏ là E. Con thỏ là E. Thực ra chỉ cần thử hai cái thôi. Đó đúng rồi đó. Đừng nói phá đảo nha. Ôi ơi. Rồi. Mấy cái này là gì? Đây là những cái hình tụ để mình thu thập trong game. Game 2 đô nhưng mà chơi là tí xíu à. Này giúp mở ra cái web. Game này đúng là game mobile dạng phone đích thôi. Hai đô là 1 tiếng rưỡi rồi làm việc đó. Ok, không có nút quýt luôn nào. Với còn một cái lỗi bớt. Rồi game cũng tạm ổn. Nói chung là thiên hướng con game này vẫn là mobile thôi. Đưa lên nền tảng PC thì chủ yếu là như thế. Tất cả những gì game có thì nó hiện trên này. Thực ra chỉ khoảng 5-7 câu đố thôi. Rất là ngắn gọn đơn giản luôn. Đầu tiên là cái câu đố thứ nhất, một câu đố cuối cùng tranh. Cái đốt nến này thì có thể không cần câu đố đâu, tìm đồ đây cũng có. Coi như là nguyên cái đầu tiên này chỉ có một câu đố duy nhất. Sang cái thứ hai, chúng ta có ba cái trò pha thuốc, nhưng gọi là pha thuốc nhưng mà pha theo công thức thì chỉ có một cái thôi. Coi như là cũng một câu đố nữa, là hai câu đố. Bên này thì có mở tủ cửa rồi đưa pha lê, là coi như ba câu đố đi.
Câu đố thứ tư, câu đố thứ năm, câu đố thứ sáu. Câu đố này là nó liên quan đến kia là thứ bảy. Thứ bảy. Cuốn sách này nó đưa câu đố thứ 8, thứ 9, chưa tới 10 câu đố. Chưa tới 10 câu đố cho một cái game. Nên thành ra thời gian chơi nó khá là ngắn. Thực ra thì nó ngắn gì tôi cũng muốn hoàn tiền đâu. Tại vì game nó rẻ rồi, coi như là 2 đô ủng hộ dev. Thì dev chắc cũng nhận được cũng là 1 phần 3 trong số đó là cao rồi. Rồi. Game này nói chung là tạm ổn thôi, rất là ngắn so với game tôi. Game tôi anh em chơi có tutorial cũng khoảng 2 tiếng đó nha. Full game luôn là khoảng 2 tiếng đó. Nếu như coi tutorial còn tự chơi thì có khi là 6 đến 10 tiếng cũng được nữa. Hầu hết đa số đó. Đây. Cái đợt mà event kế tiếp là cái event tháng 8 đó. Ủa mà tháng 11, 23 tháng 11, 21 tháng 11. Cái autumn sale nè. Thì game chưa ra mắt từng tháng nên không có sale. Có tập trung vào cái đợt sale cuối năm á. Nhưng mà bây giờ thì đợt nào cũng vậy thôi. Cuối tháng 11 này ngày 21 này, đang có sự kiện này nữa ta, tin bay hết ta. Nên Steam coi thử. À con Half-Life này đang miễn phí nè. Anh em nào chưa nhận thì tranh thủ vô nhận nha. Nó cho miễn phí có 3 ngày à. Đây. Từ ngày 17 tới ngày 20 á. 17, 18, 19, 20 nè. Nói chung là nó cho miễn phí 3 ngày. Hoặc là 17, 18, 19 thôi. Anh em nào chưa nhận thì tranh thủ vô nhận. Tớ nghĩ ở đâu miễn phí 3 ngày quên rồi đó. Cái này tác tôi là nhận rồi nên nó chưa hiển thị. Anh em là chưa nhận thì vô nhận. Game ở tên thoại gọi tuổi thơ là Half Life. Cái này anh em gọi thân thuộc nữa là Half Life quỷ. Còn cái Half Life thường đó, thì anh em đánh đồng nó với mà gần cho Silent Life. Team ta up movie. Tôi có 9.000 à. Tại cái ạc này là không phải cái ạc mua game. Thôi. Coi bài này tốn tiền lắm. Tốt nhất đừng coi. Cái event kia nó nằm đâu ta? Cái event này nè. Thì tên bay là cũng một cái thể loại tôi khá là chơi thường á. Này thì nó vô giảm giá rồi. Koji nè, mấy cái game này dạng đơn giản. Hôm qua tôi nhắc đến cái này trong mà cái video chơi con FIFA mày. Anh em rảnh thì coi lại. Event ra mà giấu gỗ nhiều luôn. Đây, cái event ngày 14 đến 21 còn 3 ngày nữa. Thì những con game đang trong cái sự kiện giảm giá này. Con này ra mắt gần chục năm rồi. Con này thì mua rồi nhưng mà chưa có chơi lần nào hết. Giờ giảm giá 40% là đúng đẹp luôn á. Con này thì cũng mới mua xong rồi, cũng chưa có thời gian chơi. Demo cũng vậy luôn, gọi là giấy màng á. Game này nó dạng D&D nha, D&D nha. Nó giống với mà anh em hiểu đơn giản là Baldur's Gate 3 mà chơi trên mặt phẳng. Game này không biết. Minh fan hả? À, con game đi sưu tập chim. Và anh em mấy cái lấy mấy cái thẻ chim gom gom vô. Dạng khám phá rất là thoải mái. Con này lúc trước nó cho miễn phí mà. Nếu tôi nhớ không nhầm là gì. Nó mới trong cái ạc này của tôi nè. Ạc này thì thường là mấy game dev gửi thì tôi mới ạc vô cái ạc này chơi thôi. Lát này chơi cũng rất là hay nha. Có cái bài review trên VOZ này. Anh em rảnh nên rảnh xem. Đây tôi đã có review về nó. Và bấm vô đây nó không hiện đâu. Không biến lắm. Game này mới ra gần đây. Lúc trước là cũng định chơi đó nhưng mà không biết sao bỏ qua. Chắc do cái đợt bận đó. Con này cũng có luôn rồi.
Đồ họa nó hơi gói tí nha, nhưng mà game đây thì rất là đáng chơi á. Cái sự kiện như thế này mà nó không hiển thị trên trang chủ luôn, trong khi cái trang chủ thì toàn để mấy con game 3A lớn lớn như thế này cũng nè. Thường mấy cái sự kiện á, anh em sẽ có một cái banner lớn ở đây, hoặc ít nhất là cái banner nhỏ như này. Còn cái này thì bị tích luôn. Những con game sắp ra mắt mà được vô mấy cái sự kiện này thì rất là đáng mừng luôn á. Rồi thôi, coi như hôm nay là phá đảo được một con game khá là ngắn. Thực ra anh chỉ cần vài cái ghi chú là coi như xong game nè. Mình có thời gian sẽ tìm game khác chơi. Tổng thời lượng anh em chơi con game nãy chắc 30 phút là cao. Rồi ok, bye bye anh em.